TikToker Nono lên clip xin lỗi nhưng livestream thì thái độ trái ngược hoàn toàn. Sau clip bị tẩy chay vì content từ thiện phản cảm, Nono hiện là cái tên bị cả mạng xã hội nói chung lên án. Hiện đã rất nhiều người tuyên bố không chỉ report tài khoản của người này mà còn tẩy chay các nhãn hàng Nono hợp tác. Sau khi chịu tác động mạnh mẽ từ mạng xã hội, Nono đã đăng tải clip xin lỗi. Trong clip này, Nono nói: và tất cả những hành động của mình nó đều chứng minh mình là một người có học và một người rất rất là tôn trọng người lớn. Mình đưa phở bằng hai tay và trước khi ra về mình phải cảm ơn, mình xin chào và mình thành thật rất là xin lỗi nếu video của mình có ảnh hưởng đến ai hoặc có gây khó chịu cho các bạn. Mình thành thật xin lỗi các bạn. Không phải vì như vậy mà mình không đi làm từ thiện nữa. Mình vẫn sẽ đi làm từ thiện và ra những cái video từ thiện từ tâm của mình. Tuy nhiên, thái độ trong livestream của Nono lại hoàn toàn trái ngược. Tại đây, TikToker cho biết các fanpage nghệ sĩ tẩy chay mình là vì ghen ăn tức ở. Nono cũng tuyên bố không xóa clip cùng bà cụ vì cho rằng đó là công sức của mình bỏ ra đi làm và mình không thấy có vấn đề gì. Thế nhưng vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 11, clip với bà cụ đã không còn trên kênh TikTok của người này. Nam TikToker còn khẳng định sẽ không đi làm từ thiện nữa vì tốn tiền. What? Gì? Tụi bay nói gì? Tẩy chay Nono hả? Đây để ta nói cho những cái không thể nào tẩy chay được Nono nè. Người có học á, người ta nói chữ, người ta chơi chữ chút xíu á, là tụi bay cũng phải hiểu chứ. Mình tu, mình sám hối được chưa? Để cho các bạn vừa lòng. Ta đi làm từ thiện, ta vẫn ra video thôi à. Tụi bay có nói gì chăng nữa thì cũng ghê tụi bay.